Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Cổ học tinh hoa. Tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Nhà xuất bản Kim Đồng. Lời nhà xuất bản. Bạn đọc thân mến, khoảng hơn một thế kỷ trước, trong buổi giao thời mưa Âu gió Á, dưới chế độ đô hộ của thực dân Pháp, ở nước ta xuất hiện một tầng lớp trí thức mới. Phần lớn uyên thâm Hán học và được đào tạo bài bản về Tây học. Nền tri thức, văn hóa, văn học gắn với chữ quốc ngữ cũng ra đời, cùng với những ý thức cao cả về độc lập dân tộc của chính những con người đó. Không kể những sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ vốn được nhắc đến nhiều, những khảo cứu, tiểu luận, nghiên cứu của tầng lớp trí thức buổi đầu cũng đọng lại nhiều giá trị to lớn, đóng góp đáng kể vào quá trình tự chủ về tri thức, dẫn đến tự chủ về chính trị và xã hội của nước ta về sau. Tác phẩm mà bạn đang cầm trên tay là của hai soạn giả, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Nhờ giá trị lâu bền và phổ quát mà từ lần in đầu tiên vào năm 1925 cho đến ngày nay, Cổ học tinh hoa đã được tái bản rất nhiều lần ở cả miền Bắc và miền Nam. Ở các ấn bản trước, Cổ học tinh hoa thường được in thành hai quyển, tập hợp 250 bài. Số lượng bài có thay đổi ít nhiều tùy theo bản in, tương đương với 250 mẩu truyện nhỏ, được chọn dịch và biên soạn từ các tích xưa, chủ yếu là các sách kinh điển của Trung Hoa thời cổ. Ở lần in này, chúng tôi gộp hai quyển, đánh số lại để tiện cho bạn đọc theo dõi. Trên cơ sở tôn trọng văn bản gốc và có tham khảo nhiều bản khác nhau, chúng tôi giữ nguyên cách dùng từ, lối nói, tính trọn vẹn của mỗi bài, kể cả những giải nghĩa có thể đối với một số bạn đọc ngày nay là không cần thiết, nhưng rất thú vị nếu bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa cách đây gần một thế kỷ. Từ đó có thể làm phong phú thêm vốn từ vựng của bạn. Tuy vậy, để phù hợp với bạn đọc trẻ tuổi, chúng tôi lược bỏ nội dung một số bài có thể không phù hợp, một số câu tiếng Pháp mà tác giả chưa dịch trong phần nhời bàn. Chúng tôi dịch nghĩa và chú thích ở chân trang. Những cách viết theo kiểu cũ đều được chữa lại cho phù hợp với cách viết của tiếng Việt hiện đại. Chẳng hạn, không dùng dấu gạch nối giữa các từ ghép. Những lỗi in sai, nhầm lẫn đều được chỉnh sửa. Những thay đổi này đã được sự đồng ý của gia đình tác giả. Để bạn đọc có thêm thông tin về các soạn giả Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, chúng tôi đưa vào bản in lần này bài viết của nhà văn Trần Chiến, cháu ngoại của soạn giả Nguyễn Văn Ngọc, và bài viết của phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Bảo, cháu nội của soạn giả Trần Lê Nhân. Các bài viết không chỉ là tình cảm của người cháu dành cho ông, mà còn giới thiệu khá bao quát sự nghiệp và trước tác của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, vốn lâu nay ít người biết tới và từng có những hiểu nhầm. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Kim Đồng. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Cổ học tinh hoa. Tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Hết phần lời nhà xuất bản. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.